Nghe nói ngày trước có vị độc cô của bại Đại Hiệp và lệnh hồ xung Đại Hiệp dùng vô chiêu thẳng hữu chiêu vô địch trên đời. Nhân vật Bí Ẩn. Độc cô của bại là nhân vật không trực. Thế thôi. Ê, hình như đéo chơi đầu bọn ạ. Đi mà nó cứ giảm này. Chơi đấy còn, không giảm đâu, nó tăng đấy. Tiếp xuất hiện bên trong bất cứ một bộ tiểu thuyết nào của nhà văn Kim Dung mà chỉ được thể hiện qua lời kể trong các bộ Thần Điêu Hiệp Nữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ và Độc Đỉnh Ký. Rồi. Tuy nhiên cũng chỉ cần chừng đó thôi. Đó là đủ để khái quát bên cạnh cái sinh tài à, bên cạnh cái tài đấy. Bên cạnh đó, dù không nhận đệ tử nhưng độc cô vào tập Beast từ Beast Small Pack vào ăn vào Vision. Cúi xuống 1.16.2 và 1.12.2 ừ. Đấy đầu tiên không thật để đó enter the game. Cô cửa bại thì vẫn có những chuyển nhân thuộc hàng đệ nhất cao thủ qua các lời kể của các nhân vật. Hả? Tên mày là gì? Tên mày là gì? Vì mẹ tại chậm quá qua người. Ôi lâu chậm quá. Thế là nhanh rồi đấy. Tên mày là gì Vi? Tên này khoản máy. Xi măng. Không giàu đúng không? Ờ. Đây. Ơi mẹ thay bỏ chữ M ra chữ N đầu tiên ấy. Gì? Cái chỗ này này. Mày bấm chữ M này. Xi măng à ừ. Đúng chưa? Mẹ mày thiếu mẹ chữ N rồi. Ừ đúng rồi. Được chưa? Thế mày là gì? Đã lập đéo đâu. Thế là bí. Nó đang tải nó đéo lập ở đây. Lập bí, lập lập cho đi này bấm cái này. Ấn vào đây, xin gặp. Vãi lùi. À, sau lúc tải là chậm. Giải trí đây. Có phần bí ẩn trong tiểu thuyết Kim Dung, độc cô cổ bại có biệt hiệu là kiếm ma. Với cái tên độc cô cổ bại, nguồn gốc của nó cũng không rõ ràng. Với võ công cao cường, đệ nhất thiên hạ của mình, ông rong ruổi khắp giang hồ để tìm đối thủ xứng tầm. Niềm khao khát của vị võ lâm cao thủ này cũng chỉ là được thua một lần. Ấy vậy mà tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thấy ai là người có thể sánh ngang cùng với ông để đọ sức. Chứ cổ bại cũng từ đó mà ra. Còn chữ độc cô có thể hiểu là cô độc một mình trên giang hồ để tìm đối thủ. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu là một người mang họ độc cô đi cầu một lần ở thất bại. Cách giải thích này cũng có phần hợp lý, bởi độc cô là một dòng họ của người châu Á. Họ này xuất hiện chủ yếu ở Trung Quốc. Có nhiều người mang họ độc cô nổi tiếng trong lịch sử nước này như độc cô Già La, hoàng hậu dưới triều Tùy Văn Đế, độc cô Quý Phi, thời Đường Đại Tông, là sủng phi của Đường Đại Tông, hay độc cô Tổn. Tên nick của mày đâu? Tên nick Myron ấy. Đúng ấy. Prima. Cái địt con cu mày. nick lên mình. Stella. Nick lên mình nay cũng bị rồi. À. Bú. Prima 1. Sứ An Nam bị Vô Đường truất chức. Kim Dung không nói rõ cách nào là đúng, nhưng rõ ràng cuộc đời của vị đệ nhất cao thủ này vô cùng cô độc. Dù ông ta được người trên giang hồ tôn là đệ nhất cao thủ bởi bộ kiếm pháp tuyệt học độc cô kiểu kiếm. Tên là gì? Hả? Tên đâu mày? Đây trên đây. Mày đọc bên đẹp đi, mày đã nhìn đến bên đéo thế. Thảo cảm rồi. Ok. Với đặc tính độc nhất vô nhị, trận giải trí để thắng hữu chiêu, ông cũng được gọi là kiếm ma bởi uy lực độc cô kiểu kiếm gần như bao trùm mọi loại võ công khác trên thiên hạ, khi có thể khắc chế mọi loại binh khí, mọi môn trưởng pháp và nội công. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá gặp con chim điêu khổng lồ tức thần điêu, cũng là khi mà độc cô của bại đã trở thành người thiên cổ từ lâu. Con chim điêu được cho là người bạn cuối cùng của kiếm ma thuở nào. Sau cuộc hội ngộ, Dương Quá tìm tới mộ mới biết độc cô của bại chính là người đã sở hữu kiếm thuật vô song trong thiên hạ.
Sau khi biết không thể tìm vào đối thủ, Kiếm Ma đã quy ẩn giang hồ, sống cô độc cùng bằng hữu Thần Điêu. Ông cũng sở hữu 5 cây kiếm vô địch thiên hạ và đều được ông lập mộ chôn trước khi chết, rồi chú giải triết lý cặn kẽ ở bên cạnh mỗi thanh kiếm. Trong đó có một thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm có sức nặng cả 1000 cân, là thanh tạo nên bộ Độc Cô Cửu Kiếm. Cũng có một thanh kiếm thực ra chỉ là một cành liễu mục kèm chú thích. Sau 40 tuổi, không mang binh khí, thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm. Thanh kiếm cuối cùng mới thực là độc đáo, nó giải triết lý, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Chính vì vậy, dưới mộ kiếm, Dương Quá không tìm thấy bất kỳ một thứ gì cả. Cảnh giới của kiếm thuật chính là không dùng kiếm mà biến tay không như một thanh gươm sắc bén. Trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, Độc Cô Cửu Bại xuất hiện có phần mờ nhạt hơn, nhưng cũng cho thấy được sự vô địch của nhân vật này. Như lời kể của Phong Thanh Dương, phái Hoa Sơn thì Kiếm Ma là một người thông minh tuyệt đỉnh, là người đã sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm. Nhờ kiếm pháp vô địch thiên hạ này, Độc Cô Cửu Bại cũng không có địch thủ. Và ông ta thậm chí còn vui mừng biết bao nhiêu khi có một người có khả năng khiến cho ông ta phải quay kiếm trở lại để phòng thủ. Những truyền nhân vô địch không để lại nhiều dấu tích, nhưng lạ thay, Độc Cô Cửu Bại cũng gián tiếp để lại những truyền nhân, và họ thì đều là những người vô địch trong thiên hạ. Người đầu tiên không thể không nhắc tới đó là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Cần phải nói thêm rằng tuyệt kỹ mạnh nhất của Dương Quá chính là Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Chàng cũng rất giỏi trong việc sử dụng toàn chân kiếm pháp, cổ mộ kiếm pháp và Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng. Chẳng có thông tin nào nói chàng học được Độc Cô Cửu Kiếm, và quả thực là chàng cũng chưa bao giờ sử dụng loại kiếm pháp này. Tuy nhiên, chàng vẫn được coi là truyền nhân của Độc Cô Cửu Bại. Và như đã nói trên, Dương Quá vô tình gặp được Thần Điêu, biết được phần mộ của Độc Cô Cửu Bại và lĩnh hội được yếu chỉ của võ thuật dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Dù không còn kiếm ma, nhưng nhờ Thần Điêu và trí thông minh của mình, Dương Quá cũng... Đấy rồi, sao bọn mày Valorant? Hả? Đã tải xong đâu? Thế sao đéo rủ? Tao rủ mà ai đâu? Con mẹ mày. Giải trí mà trọng lồn. Minecraft rồi em ơi. Rồi à? Thế gì? Vãi vãi. Đấy rồi, em Đức nhắn này, bạn Valorant 150 triệu. Ừ. Sao chưa? Hả? Đây vào rồi, vào rồi. Mày vào direct connect đi, direct connect. Direct connect. Mày copy mày đâu vậy? Mày copy cho mày gửi mail đi. Mày copy lại cho tao. Mày chat lại cho tao. Hoàng Black chấm Atenot chấm đi. Từ từ, tao chưa mở rồi, chưa mở, tao chưa mở đâu. Tao mở đấy đâu. Mở chưa? Chưa, tao mở mày vào. Mẹ Fury à? Fury gì? Không, tao hiểu, tao hiểu. Chưa mở đâu. Hả? Kiểu anh cũng chơi tăng rồi đấy. Cộng hòa không
Ấn ok. Mở lâu nhỉ? Mặc lâu. Tắt đấy ghế. Ông sần. Vào đi. Vào đi. Cứ giò này. Cứ ấn lại. Tôi đi thế biết chọn con nhá. Biết chơi game nhá. Phải dùng lệnh giữ rồi, phải dùng lệnh trước bắt đầu ấy. Game du keep inventory. Hả? Ấn S cơ. Ấn T. Ấn gạch chéo. Mày dùng sai lại. À mày nhập sai tên. Sai tên mà. Mày Stella phải. Cái này đéo đâu. Đây à, đi mẹ. Stella chứ phải. Không, mày nhập đúng tên. Đấy, được đấy. Bị tao bật à.
một ỉa ấy nhở, đúng không ạ? Vi xong chưa? Vi. Rồi. Mày vào mày copy lại sao? Copy. Mày vào multiplayer. Direct connect. Ở dưới. Mày nhập đâu đây cho tao. Chấm button note. Mày ấm về một ra cổ ấy. Em về một ra. Chấm mày. Ừ. Ở đi. Hả? Ừ, tao xem vừa. Lại tao mặc một lúc ấy, bị lag. Ấn vào direct tiếp đi, nó view ấy. Rồi, bây giờ cứ spam đi, tao bảo mày. Mày vào đây. Mày vào rồi, mày bị thoát ra ấy. Mày vào đây. Mày đâu mẹ rồi. Từ từ đợi ta tí. Tao cùng. Đây từ đã tí. Mày bởi lên đi. Hả? Sao tao có bị disconnect hoài? Để biết do mạng mày sao. Đây, mày ấn này. Đây bọt. Tên mày vào. Đấy, tên mày giống mẹ ấn thế này tao. Âm 1389 1046 64. À không, nhầm, 64 1046. Âm 1389 64 1046. Như này là phải vứt từ kia đi cho tao, thì phải đéo cần đâu. Nè, cũng hiểu lắm. Ok đấy. Đây là mày đây. Mày từ. Nhảy lên. Đấy. Ngủ đi. À rồi, vui đấy. Chọn phải đâu ấy. Ôi kia vào rồi, đi mẹ thôi. Ừ, mày thích con gì thì chọn đi. Đây. Ấn của đứng Đức ấy, M1. Này. Đi mẹ thay. Ra đây. Bên B. Ấn B à? Để mày lưu ấy. Từ, ra tí. Mày ở yên đi. Mày chọn gì ấy? Bên B. Mày lưu ấy. Từ đợi tao. Có mẹ. Rồi. Đây, men gì à? Mấy option à? Ừ, option này. CHP này. Đấy, em vào đây. Ấn gì? Mày dùng lệnh đi. Mày dùng có lệnh chưa? Sao tao cứ đi là nhảy lên đấy? Mày đang gì à? Đang có nó tự động nhảy lên mà. Mày phải chỉnh. Mình phải sai lệnh. Ê, Thành ơi, lệnh là gì nhỉ? Đấy, cái này teleport đấy, bạn từ teleport đi, bạn sẽ về luôn. Đấy. Không, phải lệnh không hết đồ ấy. Sao ta cứ W nhảy thế hả ba? Mày. No comment. Ê, Thành ơi, lệnh chưa có bắt đồ là gì nhỉ? Lệnh chưa có bắt đồ là lệnh gì? Lệnh chưa có bắt đồ. Genju đúng không? Ừ. Đây. Xong rồi, Kaka, Chu, Herue. Hả? Herue. Ờ, xong, tới rồi. Ăn đâu, ôm mần là thịt mẹ mày lệnh để hiệu quả đây. Vãi luôn. Từ từ nhá.
Đơn quá. Ờ đơn quá. Lý do là gì? Mà nếu bạn có chết rồi nào? Mấy bạn cha lại chết không bắt đầu. Ôi, cho tao xin con Machado à? Để à? Có, đéo lên được con ơi. À, cách người lên được. Ít mẹ mày nhiều giây. Có lẽ yếu mà. Butterbird. Đâu à? Khỏe đấy. Mày bốc cái hiu à, hồi máu ấy à? Một kiểu người máu. Tí tao cho mày mấy khoảng bôi cho. Cái này là máy xây đẻo quá. Không, đây là công trình tự nhiên. Tí tao cho. Tí ra đưa. Stella đi mẹ Stella. Đi mẹ ra đây. Từ từ mẹ. À. Đi mẹ qua món tao cho chung rồi đấy. Từ từ qua là đánh bot. Quang đâu? Vi đâu? Ra đây solo. Đi con mẹ mày, mày giỏi mày tìm cho bố mày lên cái. Mẹ mày, mày lần lộn. Mẹ nói luôn. Có giáp chưa lồn nữa, đánh khỏe thế. Ôi, bạn lớn đi ra đây. Thế mày đâu? Ôi, đang chỗ làng ấy. Khỏe thế. Bật map lên ở đâu, Quang ơi, bật map lên ở đâu. Hả? Ăn gì, ăn gì, ăn gì, ăn gì. Nó là con kíp. Vi đâu? Mắc kíp. Là con cá đúng không? Ừ. Không con gì à? Con nòng nọc. Nòng nọc lồn đi trông như thế. Thế nào lồn đi để biết. Mày đâu? Tao đang ở cái chỗ có cái xe chờ này. Mày đâu? Đi mẹ nó gần mình vãi lồn. Chạy ơi. Hả? Mày đâu? Đi cái gì mà cái thằng già tao vãi lồn tao chạy ơi. Thành ơi, mày về nhà đi Thành ơi. Đấy, tao đang ở nhà đây tao. Mày vào giường của tao, mày vào nhà tao. Bên không, đằng sau mày cơ. Ờ, mày vào cái giường tao đi. Dừng thôi. Mày này focus sát. Focus sát cho tao. Focus sát. Ừ, mày ra chỗ tao, bắt đồ với tao. Ra chỗ tao. Mày kệ mày tao phải bot á. Rồi, ra chỗ tao, ra chỗ tao, ra chỗ tao. Bản đồ. Nhanh lên, bot mất đấy. Bot cái lồn nữa, đi mẹ nó bố mày. Mày đâu, à đây rồi. Ôi, thằng xa gần ta lắm à? Đó là ta cái focus sát. Đấy rồi, mày đây rồi. Đấy mày. Ủa, lắng đi. Đấy, mày mày rồi đấy. Cầm đấy đi không hoàng. Từ từ đánh con này đã. Mày đâu ra ơi. Lồn thấy vĩnh đâu cả. Tao đang đứng ở cái chỗ cầm địa ngục ấy. Nó hỏi đâu. Bố mày đã. Ra đây solo, bố này, anh muốn đấm là nào. Ra là thằng đéo rồi. Nhớ rồi.
máy đâu. Từ từ để bố mới xem bố mới làm đâu đó. Cái đi con mày là mày đúng không? Hiện tại tao đang đứng ở đâu đấy ba? Tao không biết. Mày đâu rồi? Mình mẹ nói chung thang xa đấy bạn đúng không? Mẹ mày đâu? Có bạn đi thì tìm bố mày được bố mày mà. Còn mẹ mày bố mày. Bố mày đang ở tao độ nào nhở? Đây bố mày đang ở tao độ. Mẹ mày tao độ mà tao chửi bố. Bố đang ở ở XK165. Mày tay lên đây, mạnh mày tay lên đây. Chứ không phải tay lên bố mày chạy bố mày trăm cây rồi. Hai round liền thì tao bắt đầu. Cái địt mẹ dùng mất luôn. Đấy con này. Ôi, địt mẹ tao 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 muốn lấy con cá ấy Quang ơi. Con này bay hết mà, con bay hết. Ôi Quang. Mày tay lay kìa, mày chỉ cách tay lay kìa, Thành. Chỉ cách tay lay kìa. Mẹ phải vật, đừng có đánh. Cái đó. Ôi, đây địt mẹ tao đang mày. Thật lừa con này. Cái gì nhỉ? Khỏe thế. Pedro. Lôn. Sao? Tao không teleport được thì không biết gì ta đồng bọn. Mày tên chữ của tên mày đâu? XYZ, X này, Y này rồi Z. XYZ trước. XYZ. Tên mày nào? Lùn lên Quang ơi. Chiêu Ember vậy thôi. Ấn vào đâu hả? Ấn vào đâu? Ấn vào chiêu. Này! Ui! Rồi xong rồi. Giờ làm nào để teleport để xuống đi. Đấy, bảo nó đổ độ ra. Vi nổ cái tọa độ. Tao đang đéo biết tao đang làm lồn như vậy. Nổ tọa độ. Hất cái gió như nào? Như nào? Hất cái lồn này đâu? Từ từ. Tao nhảy đổ mày à. Toàn à? Đùa Đức đấy. Đức à? Ừ. Tao càng nhảy. Tao càng nhảy à? Khổ vãi luôn. Con mẹ mày. À, ấn cho mới. Mẹ mày cáo đi. Street nữa. Cho bọn nó học mấy cái TM kiểu lùn. Bỏ. Ô tô, ô tô phô, để cho tao một cái. Để đâu cái, để đâu một cái. Mày để đâu một cái. Để đâu một cái nhá. Mày thả ra, thả con đấy ra. Rồi, chưa phải vào. Đấy, đã học được. À không, nhầm gì. What the fuck thôi, quay vật lý mà đúng không? Công suất vật lý. Sớp là đặc biệt. Rồi, ngon rồi. Đi đập đi rồi. Con mẹ lệ lửa. Địt mẹ nó làm cái lồn gì nó không ăn được tao. Tao có đất mà nếu có ăn được ăn thì nó kéo làm cặp người nào. Cái lồn. Cái có đen này. Ừ. Đánh đi mày đánh đi. Má ơi, tao đánh sao được, nó ok lắm. Ừ, thì thôi. Tại sao Poison ra là physical mà, đánh quẹt thế.
Ê, khỏe với lộn đi, nhớ hiểu. Từ từ nha, đi với tao một này, con này vãi lộn đi. Vẻ cung ngành nghệ đó, cung biết chơi game á. Ồ ê, đéo hiểu con này. Cứ một phát một giết thôi. Đéo làm được gì đó. Cào hết rồi. Ừ, cái này. Ủa ôi, còn thế nữa. Thằng nào giải thích nào cái đéo ở đây được không? Hả? Cái đéo ở đây. Sao? Cái đéo ở đây. Đánh đi. Đánh như nào? Chui. Dùng chiêu Ember. À. Vãi lộn. Ừ. Vãi lộn cái mày. Mày ăn đi vào mổ mẹ ra. Đánh lộn được không? Đánh lộn làm thế nào? Đuổi tao. Đi mày bây giờ làm sao để kết thúc trận chiến? Em bắt đầu. Mày không muốn đánh đúng không? En này. En và mẹ vào. Chạy chạy. Con lồn này có đánh tao đúng không? Hả? Con lồn này có đánh nhau tao đúng không? Đúng rồi. Hả? Dạ, chỉ nó về chỗ mình, nhà mình đi. Dạ. Vi. Bảo, đang cái gì kìa. Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết Lộc Biển Ký vào năm 1969, Kim Dung đã tuyên bố dừng sự nghiệp. Kim Dung đã viết tổng cộng là 15 cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, trong đó mỗi tác phẩm đều có thể gọi là kiệt tác. Những nhân vật bên trong tác phẩm này dù nhân vật chính hay chỉ xuất hiện khoảng thời gian ngắn, thậm chí là qua lời kể của người khác, đều động lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có thể kể tới như Kiều Phong, Vô Danh Thần Tăng, Trường Tam Phong, Vương Chủng Dương hay Độc Cô Cổ Bại. Đặc biệt, Độc Cô Cổ Bại là một nhân vật được nhắc tới khá nhiều qua những bộ tiểu thuyết khác nhau như Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Lộc Đỉnh Ký. Độc Cô Cổ Bại được coi là một đệ nhất cao thủ huyền thoại trên giang hồ. Chào mừng với Battle Cry. Giết được rồi. Chết mẹ đi. Ui, con mẹ bắt bôn bố mày đâu. Chó này. Con này phải bắt bôn mà. Phải có chứ. Tỷ lệ 50% ấy. Trước khi bước qua tuổi 20, con mẹ rác. Độc Cô của bạn đã nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Đây, tôi phải kéo về nhà mấy gái. Chưa đầy 30 tuổi, Độc Cô của bạn đã chuyển sang sử dụng thanh tử vi nguyễn kiếm đến Trung Nguyên để tìm kiếm cao thủ tỷ thí. Trước tuổi 40, ông đã đánh một viên là đủ rồi. Mấy viên, một viên này. Thấy không, chúng ta. Và không cần nhớ sắc, vì Độc Cô của bạn đã đạt tới cảnh giới không cần nhờ tới sự sắc bén của vũ khí hay chiêu thức để đánh bại đối thủ.
Thế. Tôi nhảy lên, nhảy lên. Tuổi 40, độc cô cầu bại. Thậm chí còn không đấy. Cần tới bình khí. Thấy không? Chỉ cần một cây gậy gỗ đã có thể dùng làm kiếm. Đây, như vậy, ví ra đây. Thời điểm này, ông đạt tới đỉnh cao của võ công. Mình đưa tao, đưa tao. Độc cô cầu bại đã tới cảnh giới tột đỉnh của võ công. Mình đưa tao này. Bởi ông nắm trong tay một phương pháp tuyệt học, độc cô cửu kiếm là tuyệt kỹ phá giải được hết các võ công trong thiên hạ. Luyện tới cảnh chéo, 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 chéo. Có thể dùng bất cứ một thứ gì làm kiếm. Đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Tên mày vào, tên mày gì mày y vào. Tên đời, tên của mày. Chưa từng không, đánh bại, cách ra, cách ra. Không tìm được đối thủ của mình. Nhân vật độc cô cửu bại xuất hiện qua lời kể của Phong Thanh Dương trong cuốn tiểu thuyết Kiếu Ngạo Giang Hồ với Lệnh Hồ Sung. Mến đây nhá, ông 1387. Uy lực trong kiếm pháp của ông thể hiện qua việc không sử dụng sự biến ảo của kiếm chiêu mà nằm ở chiêu kiếm càng đơn giản, vô kỳ thì đối phương lại càng khó đối phó. Chỉ với 9 chiêu thức nhưng độc cô cửu bại đã biến độc cô cửu kiếm thành khắc tinh của mọi loại binh khí. Trong tác phẩm Lập Đỉnh Ký, độc cô cửu bại cũng được nhắc tới qua nhân vật Trường Quan Thanh Dương. Cổ nhân nói võ công đạt tới mức xuất thần nhập hóa thì như linh dương móc sừng lên cây để ngủ, không có dấu vết nào mà tìm được. Nghe nói ngày trước có một độc cô cửu bại đại hiệp và Lệnh Hồ Sung đại hiệp dùng vô chiêu thẳng vô chiêu. Em đùa à? Đi đi xe đi xe. Nhân vật best ăn bê ăn bê ăn bê để ly vậy. Bên trong bất cứ một bộ tiểu thuyết nào. Ê ngủ đi ngủ đi ngủ đi. Mà chỉ được từ từ hiện qua lời kể. Ngủ đây. Từ từ tao phải lấy cái len á. Điều một nữ tiếng ngoại sang hồ lời đỉnh ký. Tuy nhiên mày có giờ mấy giờ mày tao rồi. Đây đây rồi. Ngủ 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 ngủ. Anh em đỉnh ký tự tân. Ngủ đi ngủ đi. Bên cạnh kia ngủ đi. Dù không nhận đệ tử nhưng độc cô cửu bại thì vẫn có những chuyển nhân. Đó đó đây. Điện nhất cảm hồ. Ấn ấn phải vào tôi phải cái dương. Dương kia. Dương giống dương trống. Dương trống ý. Có biệt hiệu là kiếm ma. Với cái tên độc cô cửu bại đấy quá chân phải đấy cũng không rõ ràng. Với võ công cao cường ngủ ngủ tiền hạ của mình ông rong ruổi khắp giang hồ ngủ để xếp đấy xuống tầm niềm khao khát của vị võ lâm cao thủ này cũng chỉ vậy. Ấn vào bê ấn bê ấn bê lưu ấy ấy vậy ấn bê lưu tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thấy ai là người có thể lưu cùng với ông ấn bê sức ấn bê chứ cậu mày lưu ấy đó từ đó mà ra ấn bê ấn bê độc cô xếp có thể hiểu là cô độc một mình trên giang hồ để tìm đối thủ. Từ 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 ra 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 ra. Hiểu là một người mang họ độc cô đi. Đây 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 đây. Cách giải thích này đây. Có phần hợp lý bởi độc cô là một dòng họ của người châu Á. Đây 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 cho mày cái này này. Này xuất hiện chủ yếu ở Trung Quốc. Có nhiều người mang họ độc cô nổi tiếng trong lịch sử nước này như độc cô Già La, hoàng hậu dưới triều Kỳ Văn Đế. Đây thả đây cho mình ăn này, cho mình ăn này. Tông là sủng phi của Đường Đại Tông. Chưa phải chưa phải bao chưa chưa phải. Là nam bị vô đường chốt chức. Kim Dung không nói rõ cách nào là đúng. Nhanh nhỉ? Rõ ràng cuộc đời của vị đệ nhất cao thủ này vô cùng cô độc. À, tiếp tục nào. Người trên giang hồ tôn là đệ nhất cao thủ bởi bộ nhiều lắm tuyệt học độc cô cửu kiếm với đặc tính độc nhất vô nhị, đó là dùng vô chiêu để thắng chiêu. Ông cũng được gọi là kiếm ma bởi uy lực độc cô cửu kiếm cuối chưa cuối như bao trùm mọi loại võ công. Vào khi có thể khắc chế mọi loại binh khí. Cái cuối sơ bốc scan nhờ. Đấy. Gặp con yes. Điêu khổng lồ, tức thần điêu, cũng là Ember. Và độc cô cửu yes. Đã trở thành người thiên cổ yes. Đầu. Còn ok, từ. Bỏ. Bắn vào đây, bỏ. Nào. Yes. Sau yes. Ngộ, dương quá, yes. Mộ, mới biết bỏ. Của bạn, chỉ là người đã sở hữu kiếm thuật vô song thế nào. Sau khi biết không thể tìm đối thủ, kiếm ma đang nguy hiểm giang hồ, sống cô độc. Đây, đây con gì? Điều. Ông cũng sở hữu 5 cây kiếm thuật. Con gì? Ông lập mộ chôn trước khi chết. Nghe, mà chọn khô đấy. Còn yếu lắm, nó còn đéo chỗ chưa được, nó còn burst cơ bạn ạ, đéo hiểu sao thì hóa được. Kiếm, nặng cả nghìn cân. Thế là sao? Bộ độc cô kiểu kiếm. Sao đâu rồi nhỉ? Cũng có một thanh kiếm, thực ra chỉ là một cành đũa mục kèm chủ thích. Rồi nha, tuổi, Đức. Không mang binh khí, thả một bạn thích con nào? Đều có thể dùng làm kiếm. Thanh kiếm này. Cuối cùng mới chính là độc đáo. Nó ra triết lý. Thích con nào? Cho một con này. Chính vì vậy giới mộ kiếm dương quá không có bất kỳ một thứ gì cả. Cảnh giới của kiếm thuật chính là không dùng kiếm. Nhưng mà tìm phải mất một cái mo để tao mua một cái bộ trong ngoài. Trong bộ tiếng ngạo sang hồ độc đứng nguyên đấy, đứng nguyên đấy, tao mua. Có phần mờ nhạt hơn nhưng cũng cho thấy được sự vô địch của nhân vật này. Như lời kể của Phong Thanh Dương phái Hoa Sơn thì kiếm ma là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ê, bọn lồn này ra đây. Anh đi xíu đứa em 6 tứ quả mất thơ môn. Kiếm ma vô địch thiên hạ này độc cô của bạn. Này ra đây, tao cho mày này. Không có địch thủ. Vì ta thậm chí còn vui mừng biết bao nhiêu đấy. Khi có một người có khả năng khiến cho ông ta phải quay kiếm trở lại để phòng thủ. Bọn bắt một con bất kỳ đi, ta có trao đổi được. Vô địch. Hiểu không? Không để nhạ nhiều dấu tích. Bắt một con đi. Nhưng lạ thay, độc cô cửu bại
cũng gián tiếp để lại những chuyển biến và họ thì đều là những người vô địch trong thiên hạ. Người đầu tiên không thể không nhắc tới đó là thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Cần phải nói thêm rằng tuyệt kỹ mạnh nhất của Dương Quá chính là Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Chàng cũng rất giỏi trong việc sử dụng toàn chân kiếm pháp, cổ mộ kiếm pháp và Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng. Chẳng có thông tin nào nói chàng học được Độc Cô Cửu Kiếm, và quả thực là chàng cũng chưa bao giờ sử dụng loại kiếm pháp này. Tuy nhiên, chàng vẫn được coi là truyền nhân của Độc Cô Cửu Bại. Và như nói trên, Dương Quá vô tình gặp được thần điêu, biết được phần mộ của Độc Cô Cửu Bại và lĩnh hội được yếu chỉ của võ thuật dùng vô chiêu và nhu chiêu. Dù không còn kiếm ma, nhưng nhờ thần điêu và trí thông minh của mình, Dương Quá cũng học được từ tiền bối rất nhiều. Nhờ chân lý ngộ ra được ở mộ kiếm ma, chàng đã trở thành vô địch thiên hạ. Khi dùng nhiều kiếm trong kiếm ma để luyện nội công dưới thác nước, dưới sự trợ giúp của thần điêu. Nếu như Dương Quá học được Độc Cô Cửu Kiếm, thì hai người Phong Thanh Dương và Lãnh Hồng Sơn trong Tiếng Ngạo Giang Hồ đều lĩnh hội được môn võ công này và làm chuyên nhân chính thức của kiếm ma. Phong Thanh Dung là sư thúc của trưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần. Ông ẩn cư trên đỉnh Ngọc Nữ Phong để ghét các luật lệ, quy củ trong giới giang hồ. Tuổi trẻ, con này đúng không? Một cao thủ dùng kiếm bậc nhất, được giang hồ ca tụng vì quá tài năng lẫn tư cách. Nhờ sớm ẩn cư, đánh nhau rồi, xin lỗi. Nên ông không tham gia cuộc đấu huynh đệ tinh tàn giữa hai phe kiếm tông và khí tông của phái Hoa Sơn. Trong khi đó, Lãnh Hồng Sung tình cờ gặp Phong Thanh Dương trên Ngọc Nữ Phong, và có lẽ cũng bởi cái tính cách hai người giống nhau, cho nên Phong Thanh Dương đã truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm cho Lãnh Hồng Sung. Chỉ cần học được một chiêu nửa thức từ Phong Thanh Dương, Lãnh Hồng Sung đã đánh bại được đại cao thủ Điền Bá Quang. Trong khi trước đó không lâu, võ công của chàng còn thô sai y. Sau này, kể cả là dù chưa luyện được tới cảnh giới dùng vô chiêu thắng những chiêu, nhưng chỉ với 9 chiêu thức được Phong Thanh Dương truyền thụ, Lãnh Hồng Sung cũng đã không tìm thấy đối thủ. Dù trước đó chàng chỉ là một người có vài công thủ tôn tiến hóa đấy. Sau khi xuống núi, dù mất đi toàn bộ đội lại mang một đồng, nhưng hàng loạt các cao thủ đều phải chịu thất bại trước chàng. Thậm chí ngay cả Dung Như đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Hoa Đang cũng được coi là vô địch về kiếm thuật, nhưng thái cực kiếm của ông cũng chẳng thắng được kiếm pháp của Lãnh Hồng Sung. Kể cả là Nhạc Bất Quần, sau khi luyện được Tịch Tà Kiếm Phổ cũng đã bị thua dưới tay đệ tử Lãnh Hồng Sung với môn Độc Cô Cửu Kiếm. Tuy nhiên, vì không lĩnh hội được hết võ công của mình, cho nên trên đỉnh Hoắc Mộc Nhai, Lãnh Hồng Sung cùng với Nhất Nhã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Long nhận ra rằng kia về không thể làm gì được đồng thủ bất bại và chỉ có thể nhờ dùng mưu trí. Không được à? Sơ hở của Kim Dung có lấy không? Ở trên chúng ta đã nói nhiều về xuất thân của Độc Cô Cửu Bại, về võ công siêu quần, cái này là vô địch của ông. Tuy nhiên ở đây Kim lão gia dường như đang để ra một lỗ hổng về xuất thân của vị cao nhân này. Chúng ta cùng làm rõ nhé. Kim Dung không nhà Độc nhà đỏ hơn, làm đệ nhất kiếm ma, bất bại kiếm ma, thiên hạ vô địch. Mẹ nó đi sao rồi? Tôi chỉ mong một lần thất bại. Độc Cô Cửu Bại kiếm pháp tinh thông, rờ vào quỷ khóc thần sầu, biến hóa kỳ ảo, bác đại tinh thần. Kiếm pháp của người này đang ẩn huyền diệu trong nhu có cương, công thủ lưỡng tề với triết lý kiếm thuật thâm sâu, dùng vô chiêu, thả trúc, một cạnh đều là binh khí. Có thể nói trong thời đại của Kim Dung thì Độc Cô Cửu Bại thật sự là danh hiệu kiếm khách vô địch. Cương kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, ngạo kiếm, bốn thanh kiếm với triết lý kiếm học sâu sắc được thực nghiệm bởi các hậu bối đời sau, đó là Dương Quá, Lãnh Hồng Sung đều có nhiều thành tựu và phát huy được sức mạnh theo cách riêng của mỗi người. Nhưng để công bằng mà nói thì gần như không có ai có thể cương nhu hợp nhất kiếm chiêu thủ pháp tùy tâm ý. Ví dụ một thanh kiếm nặng như trọng kiếm khi sử dụng cũng không thể nhanh nhẹn biến hóa vi diệu như nhuyễn kiếm được. Nhưng người tập thể hình thì có thể nâng được mức tạ cao, cơ bắp rắn chắc, cơ tay khỏe mạnh. Nếu anh ta chuyển sang luyện thái cực quyền chắc chắn sẽ không thể uyển chuyển nặng nhất được. Thế nhưng chỉ có một mình Độc Cô Cửu Bại có thể sử dụng nhuyễn nhuyễn tất cả các loại kiếm trên và trở thành vô địch thiên hạ. Thế nhưng vấn đề đã xuất hiện ở đây. Độc Cô nói rằng ông ta chưa hề nếm mùi thất bại, nhưng dường như Kim lão gia chưa đưa ra một bằng chứng nào thể hiện ông ta từng giao tranh với ai. Những gì về nhân vật này cũng chỉ là được chuyển miệng kể lại, chứ chưa có một tình tiết cụ thể nào để kiểm chứng cả. Cơ đại của ông ta sống vào giai đoạn nào, chúng ta có thể tìm hiểu qua tình tiết trong hai bộ tuyển tác của Kim Dung: Chuyện Thiên Long Bát Bộ, Lấy Bố Kẻ Thời Bắc Tống,
từ 1090 đến 1094. Vậy triệu hồi của con bại chắc chắn là chưa xuất hiện. Giờ triệu hồi đầu tiên là độc cô cửa bại không xuất hiện một lần nào, có bất kỳ một lời kể của nhân vật nào trong bộ truyện này. Giả như này, độc cô cửa bại là thiên hạ vô địch. Trước thời điểm mà Thiên Long Bát Bộ diễn ra thì tất với kỹ nghệ siêu quần và môn võ công độc cô cửu kiếm vô địch tuyệt luân, ác hẳn phải được nhiều người biết đến. Nắm rõ các loại võ công và các môn phái như cô nương quên nhưng lại không biết gì đến độc cô cửu bại và độc cô cửu kiếm. Vương cô nương đúng là không thể nắm rõ các võ công này. Thế nhưng võ công những phái như cô nương tiêu dao cô nàng còn dễ dàng nhận ra được thì không có lý gì kiếm pháp tuyệt đỉnh thiên hạ độc cô cửu kiếm mà nàng lại chưa từng nghe qua. Như vậy có thể suy luận rằng độc cô cửu bại là nhân vật xuất hiện sau thời đại này. Chuyện anh hùng xạ điêu thì đến bối cảnh thời Nam Tống từ 1199 đến 1221, độc cô cửu bại cũng không hề xuất hiện ở giai đoạn này. Vậy ngũ tuyệt tranh bá ông ta đang ở đâu? Chuyện ngũ bá tranh hùng trên đỉnh Hoa Sơn thiên hạ ai cũng biết. Lẽ nào một người bóc cả người cầu người đánh bạn mình không biết sự kiện trong đoạn này? Có thể suy đoán rằng độc cô cửu bại xuất hiện trong khoảng thời gian 100 năm giữa Thiên Long Bát Bộ và anh hùng xạ điêu. Vậy thì khi đó cao thủ trong thiên hạ có ai trong các tỷ thí? Thế nhưng trong chiếc lý kiếm pháp ông ta dùng sau 40 tuổi không có vũ khí, thảm mộc trúc thạch đều có thể dùng là kiếm, tư thế tinh tu là tốc cảnh dưới vô kiếm thảm hữu kiếm. Vậy thì khi đó các cao thủ thành danh như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Nam Sơn huynh đệ, Vương Chủng Dương, Chu Bá Thông chẳng nhẽ chưa từng nghe qua. Anh em có bóng của nó đâu rồi? Của Vương Chủng Dương hay còn tiêu kiếm pháp của Hoa Dương Trương không phải là những kiếm pháp thượng thừa sao? Vì sao mà độc cô lại không tìm tới họ để phân cao thấp mà lại ở nơi thâm sơn củng cốc than trở trách phận thông minh quá rồi đối thủ làm chi? Nếu thực sự độc cô cửu bại tồn tại, vậy thì tại sao ông ta lại không được ai biết tới? Thông thường những cao thủ thực sự chỉ cần thắng một vài trận đã nổi danh thiên hạ. Chắc chắn một người giỏi như độc cô cửu bại tự tin khẳng định không có đối thủ thì ông ta cũng đã từng đánh bại vô số kiếm thủ nổi danh, đến nỗi không ai dám tỉ thí nữa. Thế mà giang hồ không ai tưởng gặp, số người nghe qua tên tuổi cũng đếm trên đầu ngón tay. Thế nào người có lâm thời điểm đó là những người như thế là sao? Đó là cao thủ, thực sự là sẽ không đành lòng để võ học cả đời của mình để thất truyền. Đặt là đã tạo nên thế lực tự, trên tàu phòng cũng khai sáng võ đàng. Độc cô cửu bại tại sao là không theo từng lượng phái mà đã trốn tại một nơi thâm sơn củng cốc cùng với một chú chiến điêu? Vì như vậy, những cao thủ giang hồ là sao biết được mặt tiêu chiến thức? Ông ta cầu bại đối thủ mà ở nơi kín đáo như vậy có giống như người đang đi tìm người đánh bại mình hay không? Đây quả thực là một sơ hở mà Kim đã ra trong quá trình tạo ra nhân vật độc cô cửu bại rồi như đã để lại trong tác phẩm của mình. Độc cô cửu bại thực sự là ai? Điều gì có thể chứng minh ông ta mạnh tới mức thiên hạ vô song, anh hùng tuyệt luân như trong mô tả? Có lẽ vẫn là điều mà các độc giả đang phải tìm kiếm. Mày để cái đĩa là như thế là nó dùng hoạn đấy. Cái đĩa kiểu vã lộn qua mày cháy rừng quá ơi. Dưới sự bùng nổ của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, khi hàng triệu người xuống đường để đòi quyền tự quyết chính trị và tự chủ cá nhân, Hồng Kông đã khiến cả thế giới phải nín thở theo dõi. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Bởi nền chính trị Hồng Kông gắn liền với sự phát triển nhanh chóng, bất ổn chính trị và liên tục đòi hỏi sự thay đổi. Và tình trạng chính trị đặc biệt của thành phố với hơn 7 triệu dân ấy là kết quả của một lịch sử hai thế kỷ không ngừng phát triển, đổi thay và hỗn loạn. Sau đây, hãy cùng chúng mình theo dõi những cột mốc quan trọng của dòng chảy lịch sử phức tạp tại Hồng Kông để cùng hiểu rõ hơn suốt hơn 200 năm qua, con người Hồng Kông đã trải qua những gì để định hình nên họ ngày hôm nay. Nội dung của video được biên tập lại từ bài viết gốc có tên Lịch sử của Hồng Kông, được viết của tác giả James Lu. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết này nhé. Đi đâu? Đi à? Vì đéo nghe gì cả. Trước khi đi tiếp, Spyroom đang cần tìm hai người đồng đội full time, một editor cho bản video ngắn chơi dưới 1 phút và một quay dựng cho bản vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía dưới nhé. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Quay ngược về cuối thế kỷ 18,
Khi này, Hồng Kông mới chỉ là một hòn đảo dưới sự cai trị của nhà Thanh, được người phương Tây gọi là Hong Kong. Dù nguồn gốc của cái tên Latin này vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng mọi người thường cho rằng đây là bản phiên âm ban đầu của cách phát âm từ Hương Cảng trong tiếng Quảng Đông, tức Hồng Kông. Thành phần dân cư chính của Hồng Kông thời kỳ này là những ngư dân bản địa, chỉ có một số ít là những người buôn bán tới định cư. Ừ, ỉa luôn. Đi xa vào là con tên em mà sợ gì. Khoảng thời gian kể trên, các thương nhân nước Anh đến Trung Quốc để bán thuốc phiện nhập lậu từ Ấn Độ và thu mua các mặt hàng như trà, lụa và đồ sứ, từ đó tạo tiền đề cho những cuộc tranh chấp thương mại không hồi kết. Bởi là một thứ chất kích thích gây nghiện, thuốc phiện nhanh chóng trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với chính quyền Mãn Thanh. Anh chờ được, mình đi pha cũng được, mình đi đánh nhau. Năm 30 thế kỷ 19, khắp Trung Quốc có khoảng 10 triệu người hút thuốc phiện và hơn 2 triệu người nghiện nặng, gây tổn hại to lớn tới nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Trước tình hình đấy, năm 1839, hoàng đế Đạo Quang quyết định ngăn chặn việc buôn bán thuốc phiện của Anh bằng vũ lực. Sau nhiều biện pháp hạn chế không có hiệu quả, Anh đáp trả bằng tối hậu thư yêu cầu quyền tự do buôn bán thuốc phiện tại Trung Quốc. Dĩ nhiên là chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận yêu sách vô lý như vậy. Chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất nổ ra, quân đội lạc hậu của nhà Thanh thương vong tới hơn 20.000 người, trong khi phía Anh chỉ mất 520 mạng. Đây là một thất bại toàn diện của nhà Thanh trên chiến trường, kéo theo sự ký kết của Hiệp ước Nam Ninh. Ngày 1 tháng 1 năm 1842, Hiệp ước Nam Kinh được ký kết với nhiều điều khoản bất lợi cho Trung Quốc. Accept. Trong đó, nhà Thanh buộc phải nhường lại đảo Hồng Kông cho Anh vĩnh viễn. Đáng buồn hơn, khi đây mới chỉ là Hiệp ước đầu tiên trong ba hiệp ước bình đẳng của Anh và quốc gia. Bạn ơi, what the fuck đâu? Không để mất thời gian, người Anh lập tức bắt tay vào công việc thiết lập thuộc địa, xây dựng thành phố Victoria. Đồ hàng ơi. Năm 1850 sau đó chứng kiến cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra mạnh mẽ tại miền Nam Trung Quốc. Nhiều người tị nạn, bao gồm cả các gia đình giàu có, đã chạy trốn khỏi vùng đại lục bất ổn và định cư tại thành phố của Anh. Nhờ vậy mà điều kiện sống trên đảo Hồng Kông được cải thiện đáng kể, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của nơi này trong tương lai. Đến năm 1860, lịch sử Hồng Kông có những biến động lớn, định hình nên phần lãnh thổ như ta thấy ngày nay. Bằng xin hãy có thái từ thời nhà Thanh lại vừa mới lần nữa thất bại trong một cuộc chiến tranh khác với phương Tây. Lịch sử gọi đây là cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai. Bằng vị thế của một trong những nước thắng trận thông qua hiệp ước Bắc Kinh, Anh và Trung Quốc phải nhường lại cho mình bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu bên biển. Cứ có văn trường mà. Vậy là khi kết thúc cuộc chiến, lãnh thổ Hồng Kông từ đó được mở rộng đáng kể, không chỉ còn là một hòn đảo gần bờ nữa, mà giờ đây là nối liền với đại lục. Kể từ thời điểm ấy, vai trò của Hồng Kông theo đó cũng nhanh chóng phát triển từ một tiền đồn thuộc địa thành một cảng vận chuyển quan trọng đối với đế quốc Anh. Ủa, có gì trông hay đấy nhỉ? Thế giới phương Tây với Trung Quốc đại lục. Năm 1898, điều khoản của Hiệp ước mở rộng chỉ giới Hồng Kông, nước Anh được quyền thuê miễn phí trong 90% đảo Lạng Đầu và các vùng đất lân cận ở phía Bắc. Cửa đây, lòng người đâu? Khu vực này gọi là Tân Giới, có thể xem là vùng ảnh hưởng của thuộc địa Hồng Kông. Một cái hiệu rồi, được hồi máu rồi. Cũng kể từ đây, làn sóng di cư ồ ạt từ Trung Hoa đại lục sang anh bố kêu để hồi máu. Thương mại quốc tế, trường học, ngân hàng và doanh nghiệp của phương Tây xuất hiện ngày một nhiều với tốc độ chóng mặt. Hồng Kông con mẹ trở thành một thương cảng tự do, một trung tâm xuất nhập khẩu của đế quốc Anh tại khu vực Đông Á. Con mẹ mồ. Từ đấy, lãnh thổ Hồng Kông giữ hồi máu này đến tận bây giờ. Con mẹ. Đây, hồi máu này. Đấy. Năm 1925, một cuộc thảm sát bất ngờ diễn ra. Cảnh sát Anh tại Thượng Hải đã xả súng. Đã chết rồi. Dẫn đến cái chết của ít nhất là 9 công nhân cùng hàng chục người khác bị thương. Sự việc tiếp tục leo thang khi vào ngày 23 tháng 6 năm 1925, một màn xả súng khác của người Anh và Pháp vào đoàn người biểu tình đảo Sao Nhan. Mình nghĩ Anh à? Chết của 52 người và làm bị thương hơn 200 người khác. Trước hai cuộc đàn áp biểu tình tàn bạo diễn ra liên tiếp, chính quyền Quảng Châu đã cáo kiến lên lãnh sự Quảng Anh và Pháp, nhưng đều bị từ chối giải quyết. Dọc tràn ly, người dân Trung Quốc khắp Quảng Đông kêu gọi một cuộc đình công quy mô lớn để phản đối. Hồng Kông, khi đó dù đang là thuộc địa của Anh, vẫn hưởng ứng nhiệt liệt. Truyền đơn chống Anh được truyền đi khắp Hồng Kông. Trong tuần biểu tình đầu tiên, hơn 50.000 công dân Trung Quốc đã rời khỏi Hồng Kông. Đến cuối tháng 7, khoảng 250.000 người Trung Quốc đã bỏ chơi tí chơi bực chơi Veron đây. Hồng Kông khi ấy đã gần như trở thành một thị trấn ma. Chính phủ Anh đã phải cung cấp chơi siêu ơi đúng không? Giá 3 triệu bảng để chơi siêu siêu ơi sụp đổ. Sau cùng, hai quan chức thuộc địa hàng đầu của Hồng Kông là thống đốc Sir Reginald Stubbs và bộ trưởng thuộc địa Sir Ray
đã bị cách chức để xoa dịu dư luận. Dù vậy, cuộc tẩy chay của người Hồng Kông vẫn còn tiếp tục kéo dài cho đến tháng 10 năm 1900. Bắt được cái không á? Khiến nền kinh tế Hồng Kông rơi vào kiệt quệ. Vừa trong hay vừa trong? Chính quyền Anh nhận ra việc đàn áp người Hồng Kông bằng vũ lực là một quyết định cực kỳ sai lầm. Dạ. Sao cả rồi? Sau gần 40 năm phát triển hòa bình, năm 1937, Hồng Kông bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh Trung Nhật. Cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Trung Quốc nổ ra. Lực lượng con mẹ đó chưa nói yếu mà phải còn cố Hồng Kông. Đừng có lồn đi. Mặc dù trước đó, thống đốc Geoffrey Nocon. Vậy sao con ở nước cơ thì con mẹ mày đầu tư vãi rồi. Là một khu vực trung lập. Nhưng phát xít Nhật không hề để tâm đến tuyên bố này mà vẫn lên kế hoạch xâm lược. Yêu yêu hai thằng bắt một con nữa sao nó con lên tăng thịt block ạ. Năm 1939, những quả bom đầu tiên rơi xuống Hồng Kông, phá hủy một cái cầu và một nhà ga. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của nước Anh mà chiến tranh vẫn chưa chính thức xảy ra. Đâu em đâu? Hai năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1941, đế quốc Nhật Bản chính thức xâm lược Hồng Kông như một phần của chiến dịch quân sự xâm lược vùng Thái Bình Dương trong thế chiến II. Lực lượng Anh, Canada và Ấn Độ cùng lực lượng phòng vệ tình nguyện Hồng Kông đã cố gắng chống lại cuộc tiến công của quân Nhật nhưng bị áp đảo về số lượng. Ngày 25 tháng 12 cùng năm, trận Hồng Kông kết thúc với việc các lực lượng bảo hộ Anh và Canada giao nộp quyền kiểm soát thuộc địa này cho Nhật Bản. Trong suốt thời kỳ bị chiếm đóng, Hồng Kông cũng như những lãnh thổ bị chiếm đóng khác của Nhật được cai trị dưới chế độ thiết quân luật. Trời ơi, nó to chứ. Đồng bù nhìn bằng tao để kiểm soát người Hoa. Bằng tao cái gì á? Hiện đang trú ở to hơn mà. Vì buổi tử hình công khai diễn ra 90 vàng luôn. Ước tính có khoảng hơn 10.000 người Hoa là nạn nhân của những buổi hành quyết này. Không chỉ sống trong sự sợ hãi, người dân khi ấy cũng phải gánh chịu nạn thiếu lương thực bởi sự áp đặt khẩu phần gây ra và nạn siêu lạm phát do áp đặt tỷ giá Nhật. Các bệnh viện khắp Hồng Kông bị trưng dụng bởi quân đội Nhật. Chuyển về cho cô ấy. Anh cưới. Không có nơi điều trị. Phải. Trước sự áp bức đến cùng cực ấy, cái cuộc nối loạn nhỏ lẻ tự phát đã diễn ra. Cũng như đội quân du kích kháng chiến được người Hồng Kông thành lập để đối đầu với quân Nhật. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, chết lồ nữa. Tái thiết lập sự kiểm soát đối với Hồng Kông sau thất bại của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Lúc này, dân số Hồng Kông chỉ còn khoảng 600.000 so với 1,6 triệu người trước khi Nhật xâm chiếm. Nền kinh tế Hồng Kông cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Được chưa? Thì vậy. Năm 1949 tại Đại Lục, cuộc nội chiến Trung Quốc diễn ra mà chúng cũng đẹp dài á. Thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 đã khiến nhiều người tới Hồng Kông tị nạn vì lo sợ sự ngược đãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mày to dài. Có khoảng 100.000 người Trung Quốc từ đại lục tìm tới nơi đây. Và giờ sao lại á, thằng chó? Trạng chảy máu nhân lực ấy, chính quyền Trung Quốc đại lục sẽ nảy sinh kế hoạch thu hồi Hồng Kông trong tương lai. Thống đốc thuộc địa đương nhiệm là Mark Young bắt đầu thực hiện nhiều cải cách nhằm trao thêm quyền lợi cho các đảng phái dân chủ tại nơi đây với mục tiêu ngăn chặn sức ảnh hưởng của làn sóng cộng sản. Vía chơi đéo đâu, đi mẹ phí kẹo cho vía rồi. Cải cách ấy nhìn chung đã đem lại hiệu quả tích cực. Tinh thần độc lập khỏi Trung Quốc đại lục của người dân tại Hồng Kông đã dần được biểu hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Đồng thời, sao lại cư mang theo các phương ngữ, ngôn ngữ sao đối xứng nhau được Hồng Kông, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú cho nơi đây. Vậy ngu à? Với văn hóa phân hóa theo vùng miền. Nice, nhìn bên cạnh ngoài này tôi sướng ai. Số Hồng Kông gia tăng mạnh mẽ trong khoảng thời gian này, từ 600.000 người trong năm 1945 lên 2,1 triệu người vào năm 1951. Đưa cho tao đi mẹ mày. Dòng người nhập cư. Những năm 50 của thế kỷ 20, vai trò trong hệ thống chính trị thế giới của Hồng Kông được cái gỗ đâu? Chính quyền cộng sản ở Trung Quốc tăng cường cô lập đất nước khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Bởi vậy mà Hồng Kông đã trở thành nơi liên lạc duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây. Tuy nhiên, vai trò là một cầu nối kinh tế của Hồng Kông cũng theo đó mà suy giảm do các tuyến thương mại giữa phương Tây và Trung Quốc đại lục bị gián đoạn. Nhìn cái đen ấy, đặc biệt là kể từ sau chiến tranh Triều Tiên, khi Trung Quốc đại lục phải hứng chịu một loạt các lệnh cấm vận. Vĩ đéo trời, kích mẹ vĩ. Dù vai trò cầu nối kinh tế giữa Trung Quốc và thế giới đã suy giảm, Hồng Kông kiểu tao là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển bậc nhất Trung Quốc nói riêng. Phàm hết đằng lồn ạ. Thậm chí còn được ca ngợi là một phép màu kinh tế. Ngành dệt và chế tạo đã phát triển nhờ sự gia tăng dân số và giá nhân công thấp. Khi Hồng Kông được công nghiệp hóa nhanh, con mẹ sao đồ của Hồng Kông con mà sao đồ tao đéo có sao đồ đấy. Thị trường quốc tế có rồi. Sống tăng ổn định cùng với sự tăng trưởng công nghiệp. Việc xây dựng thôn Thạch Giáp Vĩ năm 1953. Nếu sao đồ Sudex mày qua còn cái gì Sudex thêm cứ còn khu chung cư công cộng không hết. Nhưng tình trạng bất ổn cũng gia tăng do bất ổn định thu nhập. Rồi tình trạng học lại thiếu đảm bảo động dân số. Với nền kinh tế,
thập niên 60 của lịch sử. Đeo thấy đâu cả. Được xem như bước đệm cho sự bứt phá mạnh mẽ của thập kỷ 70 nối tiếp sau nó. Mà tìm được thì cũng chỉ học lại một chiêu cục cặc kia ấy. Thập niên biết. Này được biết đến với cái tên thập niên hỗn loạn. Những năm này chứng kiến bạo loạn, bất ổn đâu có đâu, mẹ xã hội cùng với các thảm họa tự nhiên như hạn hán và bão lũ diễn ra tại Hồng Kông. Sự bất mãn lan rộng trong quần chúng, bay lên biểu tình từ cả những người ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc và những người ủng hộ phe đối lập là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây vì sao xem em. Đặc biệt, tháng 5 năm 1967, những người cánh tả thân cộng sản tại nơi đây đã lấy sao cùng lấy được vào đây văn hóa ở Đại Lục để biến một cuộc tranh chấp lao động nổi dậy chống lại chính quyền. Xem hết được mà, xem hết được mà. Cuộc bạo động này kéo dài cho đến cuối tháng 12 năm 1967 mới được dập tắt. Hậu quả mà nó mang lại là nhiều thiệt hại về người và của, đẩy cao sự căng thẳng trong lòng xã hội Hồng Kông thời bấy giờ. Rồi thế à? Đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức kể trên, chính phủ Hồng Kông đã có nhiều nước đi nhanh chóng và phù hợp như tiến hành cải cách xã hội mạnh mẽ, giải quyết nạn tham nhũng và tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục. Điểm yếu của Hồng Kông, sự bất ổn, nay đã trở thành một động lực để gắn kết mọi người lại với danh tính chung là một xã hội đa văn hóa. Sức ảnh hưởng của các đảng phái thân Đài Loan và thân Bắc Kinh tại Hồng Kông thời đó mà suy giảm dần. Bước sang mưa ấy, nó nhảy dưới nước. Với Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, Hồng Kông nổi lên như một con hổ châu Á. Với sự lớn mạnh của nền kinh tế, vị thế của Hồng Kông trên chính trường được nâng cao, trở thành một trung tâm tài chính quốc tế quan trọng. Thời gian này cũng đánh dấu sự chuyển đổi dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ của xứ này. Đồng thời, năm 1976, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đại lục Mao Trạch Đông qua đời. Người kế nhiệm ông là Đặng Tiểu Bình, một nhân vật hệ bóng tối mà hòa hơn trong chính sách mở cửa. Sắt mà. Bất kể các yêu sách tranh chấp, sắt mà. Đặng Tiểu Bình đã nhận ra rằng Hồng Kông với nền kinh tế thị trường tự do không thể bị đồng hóa vào Trung Quốc đại lục chỉ trong một thời gian ngắn. Và bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy sẽ không có lợi cho cả hai. Ông ủng hộ một cách tiếp cận thực dụng hơn, được gọi là chính sách một quốc gia, hai hệ thống. Trong đó Hồng Kông cũng như Macau và có khả năng sẽ có thể duy trì hệ thống quản lý và cải cách vận hành nền kinh tế loạn thấp của họ trên phương diện pháp lý sẽ được xem như là một phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đầu những năm 1980, khi thời hạn cho thuê tân giới chuẩn bị kết thúc trong hai năm tới, bắt được chính phủ hai nước Trung Quốc và Anh đã thảo luận về chủ quyền Hồng Kông. Tháng 4 năm 1982, tại Bắc Kinh, nhà ngoại giao Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã có cuộc gặp với cựu thủ tướng Anh Edward Heath. Ông đã công khai đề nghị kế hoạch một quốc gia hai chế độ pháp ủ bấy lâu. Đến tháng 9 cùng năm, thủ tướng Thatcher có mặt tại Bắc Kinh, trở thành thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Trung Quốc và chính thức bắt đầu quá trình đàm phán về Hồng Kông. Năm 1983, nước Anh tái sáp nhập Hồng Kông từ một thuộc địa thành một vùng đặc biệt. Này. Việc đổi tên cái kiểu này này thay đổi cách thức hoạt động của chính quyền thuộc địa. Mà tìm mấy cái kiểu này 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 của hơn 5 triệu cư dân Hồng Kông khi đó. Hầu hết trong số họ đã trở thành công dân lãnh thổ phụ thuộc. Đây. Tình trạng quốc tịch kiểu này có thể được truyền theo dòng dõi. Ngày 19 tháng 12 năm 1984, tuyên bố chung Trung Anh về vấn đề Hồng Kông chính thức được ký kết giữa chính phủ Trung Quốc và Anh. Theo tuyên bố này, Anh đồng ý chuyển giao chủ quyền Hồng Kông cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1997. Mẹ lát quá lồ chưa? Tuyên bố này sao tao hai vạch vậy? Hồng Kông sẽ được quản lý như một đặc khu hành chính, được giữ lại các luật lệ của mình và một mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi chuyển giao. Theo thỏa thuận nói trên, Hồng Kông sẽ không còn là lãnh thổ phụ thuộc của Anh vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Và từ đó, ghê một tuần chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Học ngay không gọi. Thiếu tin tưởng vào thỏa thuận này. Từ năm 1985, nhiều trong khi ông về ra nghỉ hè đó sao? Lớp 12 phải không? Sang năm mày học lớp 12 luôn đúng không? Đúng rồi. Năm 1989, tại Hồng Kông, sự phản đối việc tiếp quản của chính quyền Trung Quốc đại lục trong tương lai càng quyết liệt hơn nữa. Giữa tháng 6, không học hết chương trình của nó đâu, sẽ được chọn sang cho đoàn anh thôi. Phản đối vụ thảm sát người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn diễn ra trước đó không lâu. Vụ thảm sát cũng là nguyên nhân chính cho những lo lắng về cách Đảng Cộng sản sẽ cai trị. Học luôn rồi, bây giờ phải chuẩn bị phong trào chống cộng phát triển mạnh mẽ. Chuẩn bị học nghề rồi. Học nghề xong phải học văn hóa luôn mà. Tháng 7 năm 1992, Hồng Kông chứng kiến lễ nhậm chức một vài cặp cuối cùng, Chris Patten. Chỉ 2 năm sau, Patten đã đưa một loạt các cải cách bầu cử, học ngay mà giảm độ tuổi có quyền bỏ phiếu từ 21 xuống 18, một phản cách tạo còn đặt ra hạn chế giữa các ứng viên bầu cử chức năng so với các ứng viên khác, v.v. Nhờ đưa ra các cải cách nhiều người dùng chủ và tự do hóa, ông rất được người dân Hồng Kông yêu mến và đặt cho biệt danh là ông bạch béo. Tuy nhiên,
Điều này lại khiến các quan chức Bắc Kinh rất tức giận khi các cải cách không hề thông qua sự sắp xếp của họ, đồng thời cắt giảm khả năng can thiệp của họ vào hệ thống lập pháp Hồng Kông. Các cuộc đàm phán chuyển giao dự tính sau đó nhanh chóng sụp đổ. Chính quyền Trung Quốc đại lục cũng lên kế hoạch để xóa bỏ những cải cách này một khi lấy lại được Hồng Kông. Việc chuyển giao chủ quyền Hồng Kông đã được thực hiện vào giữa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, đánh dấu bằng lễ chuyển giao tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Đổng Kiến Hoa trở thành người đầu tiên nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Ngay sau chuyển giao, Hội đồng lập pháp được bầu dưới quyền thống đốc của Bắc Kinh đã bị giải tán sau khi bàn giao Hồng Kông cho Cộng hòa Trung Hoa và được thay thế bằng Hội đồng lập pháp lâm thời do Bắc Kinh sắp xếp. Hội đồng mới này không có bất kỳ chức năng dân chủ nào cho đến khi các bầu cử được tổ chức theo các quy tắc trước đó vào năm 1998. Ngay sau khi sự chuyển giao diễn ra, nền kinh tế Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi một số cuộc khủng hoảng. Trong đó, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã làm chao đảo cả thế giới. Chính phủ đã buộc phải sử dụng đáng kể dự trữ ngoại hối để ổn định giá đồng đô la Hồng Kông trong thời gian khủng hoảng. Đổng Kiến Hoa bị dư luận Hồng Kông chỉ trích dữ dội vì cách xử lý yếu kém, thua xa các thống đốc trước đó. Ngày 24 tháng 5 năm 1998, các cuộc bầu cử đầu tiên sau khi chuyển giao chủ quyền Hồng Kông được tổ chức. Trong những cuộc bầu cử này, nhiều ứng cử viên đảng Dân Chủ chiến thắng, có những người giành được tới hơn 65 phiếu bầu. Đây có thể xem như chiến thắng to lớn của phe Dân Chủ Hồng Kông đối với phe thân Bắc Kinh vào thời điểm ấy. Nhưng do Hồng Kông đã áp dụng quy chế bầu cử mới mà Trung Quốc đại lục phê duyệt, các ứng cử viên Dân Chủ không thể chiếm đa số trong cơ quan lập pháp. Theo sau ngay cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, đại dịch SARS năm 2003 gián tiếp một đòn mạnh vào nền kinh tế đang trên đà suy thoái của Hồng Kông. Trong thời gian cơn đại dịch đang hoành hành, lãnh thổ Hồng Kông đã trải qua thời kỳ leo thang chính trị chưa từng thấy. Đổng Kiến Hoa một lần nữa bị điểm đặt chỉ tên vì sự vâng lời của ông ta đối với chính quyền Bắc Kinh. Tháng 7 năm 2003, một nửa triệu người đã tham gia vào cuộc tuần hành biểu thị phản đối chính quyền của Đổng Kiến Hoa, cũng như phản đối đề xuất thi hành điều 23 luật cơ bản. Đây là một điều luật mang danh nghĩa chống phá hoại an ninh quốc gia mà các nhà phân tích lo ngại sẽ hạn chế quyền tự do.